Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Sau một loạt video hướng dẫn lắp bàn công thái học thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp bộ ghế AC21 này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sau khi mà đã lấy hết các bộ phận của ghế ra thì để lắp được chiếc ghế này, hãng cũng tặng kèm thêm cho chúng ta một bộ vít lục lăng các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt ngay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp phần trục của ghế với phần chân đế. Các bạn nhìn ở phía chân đế này, chúng ta sẽ phần tháo nắp này ra. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đến bộ vít lục lăng này. Các bạn lưu ý, phần trục của ghế chúng ta sẽ đặt ở vị trí như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành siết ốc từ phía dưới lên nhé. Ok, như vậy là chân đế đã được gắn chặt với phần trục của ghế. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lắp lại phần nắp này. Để lắp lại được phần nắp, các bạn xoáy phần ốc này ra nhé. Đây là phần ốc hãm. Sau đó chúng ta sẽ trượt từ trên xuống dưới. Ok, sau khi đã gắn lại, chúng ta sẽ siết lại chiếc ốc này. Tiếp theo, chúng ta sẽ lắp đến phần bánh các bạn nhé. Lại tiếp tục đặt phần chân đế lên. Phần bánh này, chúng ta chỉ cần gắn vào là được. Như vậy là chúng ta đã lắp phần bánh thành công. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành lắp phần đệm của ghế ngồi. Các bạn để ý phần lỗ này, chúng ta sẽ trượt vào trong phần trục của ghế nhé. Các bạn lưu ý, để trượt được phần đệm ghế này vào, chúng ta cần phải bấm nút này nhé. Và đây cũng là cơ chế thay đổi độ cao của ghế. Các bạn chỉ cần nhấn nút để thay đổi trước độ cao. Muốn hạ xuống, chúng ta tiếp tục nhấn và nhả ra. Rất dễ dàng đúng không nào? Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành lắp phần tựa lưng của ghế nhé. Cũng tiếp tục trượt phần lỗ này vào rãnh. Và nhấn nút này các bạn nhé. Ok, và đây cũng là cơ chế thay đổi độ cao của phần tựa lưng ghế nhé. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành lắp phần tay nắm này. Ok, rất đơn giản. Như vậy là mình đã tiến hành lắp thành công chiếc ghế AC21 này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.